Cuộc chiến không giới tuyến, Cương đưa ra bằng chứng đe dọa Đoàn đòi lại căn nhà cho Trà. Bên ngoài, tuy có vẻ là trẻ trâu, nhưng khác với sự thâm độc của lão hề hay sự nham hiểm trắng trợn của anh rể Đoàn, Cương lại là một chàng trai vô tư, nhân hậu và có một tình yêu trong sáng dành cho Trà. Ngay khi hay tin Trà bị Đoàn đến ép nợ lấy đi ngôi nhà, Cương đã vô cùng bức xúc khi tìm đến đòi không được. Cậu đã tìm ra bằng chứng đe dọa khiến cho Đoàn phải cắn răng mà chấp nhận. Đoàn biết được ý đồ của đồn trưởng Trung, định cắm chốt ở nhà Trà và Vừ để tiện bề theo dõi mọi hoạt động phi pháp vận chuyển hàng qua biên. Đoàn đã ra tay ép nợ, bắt Trà và Vừ phải gạt nợ bằng căn nhà. Ngay khi hay tin, Cương đã rất tức tối và đầy lo lắng. Cương là một chàng trai bề ngoài bộp chộp, nhìn sốc nổi như mấy thằng trẻ nghé. Tuy nhiên, tình yêu mà Cương dành cho Trà là thật lòng và không toan tính. Khi bao lần thấy Trà không thích, Cương đã dần thay đổi và quyết tâm sẽ chờ đợi Trà lớn lên. Khác với lúc trước là những lần bắt vợ, lần này thì lúc Cương tặng bóng bay, lúc thì viết thư tình. Và lần này, khi thấy anh rể làm như vậy, Cương đã phóng thẳng đến nhà và thẳng thừng đòi lại căn nhà cho Trà và Vừ. Tuy nhiên, Đoàn đâu có dễ dàng trả lại như vậy. Hắn đã lẻo mồm lẻo mép rồi khuyên nhủ Cương, nhưng Cương không chịu. Cương lại chạy về tìm lão hề để đòi, cũng giống như Đoàn. Lão hề cũng tìm cách từ chối khéo. Lúc này, Cương đã rất bực. Cậu bắt đầu tìm mọi cách, moi móc thông tin về Đoàn và đã tìm ra được một số bằng chứng phạm pháp của hắn. Nếu như anh không trả nhà cho Trà thì đừng có trách thằng này tố cáo lên biên phòng. Trước một cậu công tử bột, không sợ trời, không sợ đất, chỉ biết tình yêu dành cho Trà và có thể sẵn sàng làm mọi thứ. Vì để giữ đại cục, Đoàn đành phải cắm răng nhượng bộ trả lại ngôi nhà cho Trà và Vừ. Liệu rằng trước hành động xả thân đầy nghĩa hiệp này của Cương, Trà sẽ có cảm động và có cái nhìn thiện cảm hơn về Cương, và cũng hy vọng rằng tình yêu đẹp của Cương dành cho Trà sẽ làm thay đổi những suy nghĩ hủ tục ở nơi đây, và rồi Trà sẽ đón nhận tình yêu đầy chân thành của Cương.